Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, lại có thêm một sóng lạnh nữa tăng cường xuống nước ta. Dưới tác động của sóng lạnh này, miền Bắc từ đêm qua tới giờ vẫn duy trì tình trạng ít đến quang mây. Nhiệt độ ngoài trời của ngày đầu tuần hiện vẫn đang thấp dưới 19 độ ở khu vực vùng núi và Trung Du và dưới 22 độ ở khu vực đồng bằng. Cùng với đó là tình trạng sương mù và sương mù nhẹ vẫn đang xảy ra ở khu vực vùng núi Trung Du. Nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên ngày hôm nay trời nắng sớm, hanh khô về trưa và chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ duy trì ở ngưỡng 29-32 độ. Với miền Trung, dưới tác động của gió đông yếu và rãnh áp thấp có trục 7-9 độ vị Bắc, cùng với quá trình tăng cường của khối không khí lạnh vào hôm nay, nên từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận sẽ có mây nhiều, mưa bất kỳ thời gian nào trong ngày. Trong đó thì ở khu vực phía nam của tỉnh Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, từ chiều và đêm nay sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong khi đó thì khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc của tỉnh Quảng Bình trời tạnh ráo và có nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Trung sẽ dao động từ 29-32 độ, riêng khu vực Trung Trung Bộ có nơi thấp hơn. Ở phía Nam lúc này thì Tây Nguyên và Nam Bộ đón tuần mới với thời tiết tạnh ráo. Trạng thái này sẽ duy trì từ giờ đến 15-16 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên ổn định ở ngưỡng 28-31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 31-33 độ. Đến chiều và tối khoảng từ 16-19 giờ, dưới tác động của rãnh xích đạo có trục từ 7-9 độ vĩ Bắc, trên cả hai khu vực sẽ có mưa rào và dông. Trên biển, không khí lạnh tăng thêm nhưng không mạnh ở khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5, mưa rào và dông xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía tây. Còn đối với khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió yếu, chiều và tối nay có mưa rào. Và sau đây là dự báo thời tiết.